Hello, xin chào mọi người, và mình là Còi, mình đã quay trở lại rồi đây. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tới với lại một chuyên mục, đó chính là trôn tiếp tục nha anh em. Thì mình sẽ dùng một cái điện thoại như thế này, một chiếc đập đá. Nó chỉ có trị giá 300k thôi. Với 300k thì anh em có thể tới Thế Giới Di Động và thu ở ngay một cái y chang mình. Bao chơi Ngọc Rồng, quên, xin lỗi anh em, bao nhắn tin, bao gọi, bao đập đá, ok. Thì nói chung là mình sẽ dùng chiếc điện thoại này, mình sẽ gọi điện thoại cho những thằng hay chat thế giới mua bán là số điện thoại Facebook, số điện thoại Zalo này nó ok. Mình sẽ chat thế giới và gọi điện thoại troll nó thôi. Mình không biết nó uy tín hay không, nhưng mà mình chủ yếu là gọi điện thoại troll nó thôi. Người đầu tiên mình sẽ gọi đó chính là thằng K-Dick-We này. Thì thằng này là nhập PT này, thu mua nick đăng ký ảo vàng 1k5. Thằng này đéo biết uy tín hay không, mình thì mình chả biết, chả quan tâm. Mình chủ yếu gọi điện thoại troll thôi. 0129458 7678. Rồi ok, bây giờ mình sẽ đợi nó bốc máy. Ồ, thuê bao quý khách vừa gọi. Ôi trời ơi, yếu nhớt thế nhỉ. Rồi, ok. Vậy là thằng đầu tiên là thuê bao rồi, Kadikwe là thuê bao rồi nhá. Bây giờ thằng thứ hai đó là 2L6L2001. Thằng này là Facebook Zalo 01696. Thằng này là Vàng Ngọc Silic. Tuấn Năng, bảo cái Tuấn Năng là ai nhỉ? Tuấn Năng là anh đéo biết luôn, nhưng mà không quan tâm lắm. Mình sẽ gọi điện thoại để cho nó 6669, ok. Thằng này là Tuấn Năng, bảo kê 0169404 6669, ok, gọi điện thoại cho nó. Nó là nó bán vàng, bán ngọc, ok. Trăm 50 triệu là 330 ngọc. Không biết, không quan tâm, gọi điện thoại cho nó chính. Alo. Alo, bạn có phải là 2 ED Game là 2L6L2001 đúng không ạ? À? Ờ, bạn bán 150 triệu 330 ngọc à? À. Mình có bán lẻ không bạn? Bán tầm 5 triệu vàng, 10 triệu vàng có bán không? Hả? À? Có bán tầm 5 triệu vàng, 10 triệu vàng không á? Sao? Bảo bạn bán 150 triệu là 330 ngọc đúng không? Mình thấy bạn chặt thế giới mà. Ai đâu, có nó phải là vậy, có thể số ai vậy? Ủa? 0169404 6669 là mình thấy là bạn chặt thế giới nè, Facebook Zalo 0169404 6669 nè. Ủa, Facebook thì có ai? Ủa, sao mình thấy bạn chặt thế giới là vàng ngọc các kiểu Tuấn Năng bảo kê mà, bạn có phải dân chơi Ngọc Rồng không? Cái gì? Dân gì? Ủa, bạn có biết game Ngọc Rồng không? Ngọc Rồng nào? À, vậy mình xin lỗi nha, mình nhầm số, mình xin lỗi nha. Nói là lô vậy? À, rồi rồi, mình xin lỗi nha, mình xin lỗi, mình nhầm số. À. Kindercomer, thằng lô nó lừa đảo à? Thằng này lừa đảo đấy nghe má đó. Nó ghi số điện thoại tầm bậy bạ, mình gọi thằng đéo nó thế này. Cái con này ngược chết mẹ luôn. Cái đời cờ mơ nha mày, mày lừa đảo thì cút chỗ khác, cút xe vào khác mà chơi nghe chưa. Má, nó ghi số điện thoại tầm bậy là mình gọi bị chửi sắp mặt lờ luôn. Còn mẹ nó, má nó, nó còn kêu mình nói nhố nhăng gì nữa chứ. Rồi tới với là thằng tiếp theo. Thằng đéo chơi được, má nó vãi cả cứt thật. Thằng tiếp theo đó là S2 Rồng Star, mẹ nó gọi nhầm số bị chửi sắp mặt. Thằng này S2 Rồng Star này là 3368564, ok. Thằng S2 dòng Star này nó là ngọc 13.5 cạc. Mình sẽ hỏi thử coi có bán 10k thẻ cào tiền ngọc không. Alo, alo, có phải S2 dòng Star không ạ? Đúng rồi. Ờ, bạn bán ngọc x.3 cạc đúng không nhỉ? 3.5 nhé bạn nhé. À, tức là 100k là được 350 ngọc của bạn. Đúng rồi, đúng rồi. Vậy bạn có bán 10k không? 10k không bán nhá. Ờ, 10k không bán à? Mình tưởng là bạn bán lẻ chứ. Ok, chào coi nhá. Ôi ôi, cái đít con mẹ lồn nào này. Thằng nào vậy? Hả? Ủa, S2 dòng Star là nào ta? Lần đầu tiên nghe tên mà sao biết mình là coi được? Im luôn, im tìm luôn. Chào coi nhá, tỉnh lắm. Má, nó sao nó lại biết mình ta? Biết là số điện thoại mình sao nó nhận ra giọng được. Chào coi nhá hả ta? Hay nhỉ? Ờ, thằng này được cái nhỉ? Thôi được rồi, mình gọi anh khác. Mày S2 chúng ta này là thằng nào ta?
Chào cò nhá, mình đéo biết ai luôn. Không biết được, S2 dòng Star này nó trao đổi chủ liên tục, mình đéo biết ai là ai luôn. Thôi được rồi, tới với thằng tiếp theo đó, thằng Trôn Laze. Trôn Laze này là vàng ngọc Silic 150 triệu 330 ngọc. Mình sẽ hỏi nó là có bán 5 triệu vàng và ngọc không. Được, duyệt 0168 má. Một thằng thì bị gọi nhầm số. Chắc chắn thằng đó lừa đảo rồi, tại vì nó ghi số điện thoại tầm bậy để mình gọi vào là ăn chửi. Còn thằng thứ hai là nó nhận ra mình mà đéo biết sao, má lúc đầu lừa được rồi. Chắc là nó nghe cái giọng. Ờ mình nói giọng giọng bình thường nhá, mình nói giọng bình thường. Thằng này là Trôn Laze nhá. Alo. Alo, có phải bạn Trôn Laze không ạ? Ai? Có phải bạn Trôn Laze không ạ? Mình thấy bạn chặt thế giới bán ngọc bằng vàng này. Cái gì bạn gì? Ủa, đây không phải là số điện thoại của Trôn Laze à? Không. À, rồi rồi, dạ vâng, em nhầm số ạ. Nhầm hàng rồi nhá. Ủa, nào vậy ạ? Ai vậy ạ? Cái đời cờ mờ nó nhận ra mình hả ta? Ủa? Đúng số điện thoại mà nè. Nè 0168 nè 774 nè 1229 nè 0168 774 1229. Sao kêu em đầu hàng là sao? Chứ nó sợ mình trôn sao? Ơ mấy này yếu sinh lý vậy. Trời ơi đúng mà biết mình trôn thì gọi điện thoại. Chào anh em phát đi. Ok. Rồi. Thằng 0864921 này, thằng này là nhập đao gậy phép Silic. Kênh YouTube Hiếu Đẹp Trai. Đủ 100 người đăng ký phát 500 triệu phát. Ồ, Hiếu Đẹp Trai đằng chó nào nhỉ? Đéo quan tâm. Rất đẹp trai, thấy mang cái trang bún ma là đẹp trai rồi. Ok, bây giờ mình sẽ gọi 0167514683. Ok, mình sẽ giơ điện thoại cho mọi người thấy là số điện thoại này là số điện thoại đúng của nó. Ok, như chặt thế giới. Má gọi điện thoại trôn, đéo ổn tí nào. Alo. Có phải Hiếu Đẹp Trai không ạ? Đó ai? Ờ sao mình thấy cái đời của mơ nó lộn rồi là sao? Cái đời mơ mình ghi đúng số mà 01675 146823 đúng số mà. The fuck? Lịch sử cuộc gọi còn này 10 giây nè. Ô sao này lộn rồi là sao nhỉ? Ơ mấy này tức là nãy giờ là gọi điện thoại cho 5 thằng là cả 5 thằng kêu là lộn số. Một thằng kêu lộn số, một thằng ở không mà đa số là kêu lộn số hết. Một thằng thì nhận ra mình. Ơ tính ra vậy là tụi này chặt thế giới là chặt thế giới chơi à? Chặt thế giới số điện thoại chơi à? Ơ kỳ nhỉ. Khó hiểu thật. Thằng tiếp theo đi. Thằng tiếp theo tên là Thượng Đế AD đứng đầu G Rau Hoàng Bách. G Rau Hoàng Bách mua bán ở G Rau Hoàng Bách thì đảm bảo là uy tín đây này. Ở mua bán các kiểu Zalo nhập vàng nick đồ 6 sao. Ok. 0971092949. Rồi ok, bây giờ mình sẽ gọi thử coi người này là ai mà nghe bảo là AD đứng đầu. AD đứng đầu G-Rau Hoàng Bách thì mình nghĩ là chỉ có mình thôi. Mình là một này. Alo. 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 Có hỏi cho hỏi có phải đây là AD đứng đầu G-Rau Hoàng Bách không ạ? Dạ phải ạ. Ủa anh bán vàng bán ngọc hả anh? Phải ạ. Giá giá sao anh ơi? Đúng rồi. Giá giá sao? Ngọc ngọc 100k được nhiêu ngọc anh? 100k cạc được 400 ngọc. Ồ 100k 400 ngọc à, uy tín không anh nhỉ? Uy tín như sao? Uy tín em. Ủa mà anh đứng đầu G-Rau Hoàng Bách là anh tên gì nhỉ mà sao em không biết ta? Lê Phúc Trung. Ủa? Ô Lê Phúc Trung số đại ca. Ủa nãy giờ à số đại ca hả? Ủa sao đại ca xài ID game Thượng Đế hả? À mới chơi lại em ơi. À mới chơi lại xài ID game nè. Ủa em không biết, em cứ tưởng là người chơi em gọi điện thoại em troll thử. Ồ vậy đại ca thôi. Ờ vậy là số này là của đại ca đúng không? À rồi, vậy là ID game Thượng Đế của đại ca hả? À đúng rồi. À rồi rồi, ok em biết rồi. Cái đời cầu mờ nhỉ nó. Gọi đồ mắt. Gọi trôn 6 thằng thì hết mẹ 5 thằng nó đéo phải, 4 thằng đéo phải số điện thoại, 1 thằng thì là kêu là
Anh coi hả, nhận ra còn một thằng thì kêu là một người cuối cùng thì là đại ca mình. Cái đấy hèn chi mà ghi là chat là AD đứng đầu cái đó hàng bách mà xài đi game thượng đế mình đéo quen. Vậy là người thượng thượng đế nha, đi game không thượng đế không này là uy tín nha anh em. Cái này là của đại ca mình. Rồi, nãy giờ đéo nhận ra cứ ghi là AD đứng đầu cái đó hàng bách mà đứng đầu cái đó hàng bách thì chỉ có mình với là anh Bách thôi mà anh Bách xài bé na. Trời ơi, thực sự là sai lầm khi làm một clip trơn. Má nào nó đéo. Nói chung là tại do là cái độ tuổi của các bạn nó còn quá nhỏ đi. Nên là mình gọi điện thoại mấy bạn nói cái gì kiểu như là nó chưa thoải mái lắm á. Nó không có đá. Mình vừa gọi điện thoại, ví dụ điện thoại vừa gọi cho đại ca mình phát là không không thượng đế đấy. AD đứng đầu cái đồ hoàng bách đấy, mình vừa gọi ấy nói rất là rõ ràng luôn. Đấy, các bạn thấy không? Tức là xét về cái độ tuổi thì độ tuổi các bạn còn quá thấp để đủ để nói chuyện với mình, lầy lầy với mình. Nên là rất khó kiếm được những người như vậy. Ok, cảm ơn mọi người rất nhiều đã xem clip này và đừng quên like và đăng ký kênh của cho coi. Ok, bye mọi người nha.